Hình mình cố vẽ ở đây bằng màu vàng là một parabol. Như ta đã thấy ở những video trước, một parabol được định nghĩa bởi tập hợp các điểm mà cách đều một điểm và một đường thẳng. Và điểm đó được gọi là tiêu điểm của hình parabol và đường thẳng đó thì được gọi là đường chuẩn của parabol. Điều mình muốn làm, phần đại số của nó sẽ hơi dài, nhưng với định nghĩa đã cho, mình muốn thấy với định nghĩa và tiêu điểm đã cho tại điểm X bằng với A, Y bằng với B và một đường thẳng đường chuẩn tại Y bằng K. Mình muốn tìm xem phương trình của hình parabol sẽ là gì và nó sẽ dựa trên A, B và K. Vậy hãy cùng làm nhé. Hãy lấy một điểm bất kỳ trên parabol. Ta lấy điểm này ngay tại đây nhé. Tọa độ X của nó là X, tọa độ Y là Y. Và bằng định nghĩa để cho hình này là parabol, nó phải cách đều tiêu điểm và đường chuẩn của nó. Vậy ý nghĩa là gì? Nó nghĩa là khoảng cách tới đường chuẩn mình đang vẽ bằng màu xanh ở đây phải bằng với khoảng cách tới tiêu điểm. Mình vẽ nó bằng màu đỏ hồng. Ta lấy khoảng cách tới đường chuẩn, ta chỉ cần vẽ đường vuông góc. Mình có thể nói nó sẽ là khoảng cách ngắn nhất tới đường thẳng đó. Nhưng khoảng cách tới tiêu điểm, ta nhìn nó theo góc, có lẽ phải dùng công thức tính khoảng cách, chỉ đơn giản là định lý Pythagore. Hãy làm nhé. Khoảng cách này phải bằng với khoảng cách kia. Vậy khoảng cách màu xanh là gì? Chà, nó chỉ là biến thiên của y. Nó sẽ là y này trừ đi k. Nó chỉ là khoảng cách thôi. Vậy nó sẽ là y trừ đi k. Ta phải cẩn thận cách mà mình vẽ nó đúng y lớn hơn k. Vậy cái này sẽ cho giá trị dương và bạn cần giá trị không âm nếu bạn đang nói về khoảng cách. Nhưng bạn có thể có hình parabol mà tọa độ y của tiêu điểm bé hơn tọa độ y của đường chuẩn và ở đó cái này sẽ âm. Vậy điều ta muốn là trị tuyệt đối của cái này. Hoặc ta có thể bình phương nó lên. Và rồi ta lấy căn bậc hai của nó. Căn chính là bằng với việc bạn lấy trị tuyệt đối của y trừ đi k. Vậy đó chính là khoảng cách ở đây. Và bằng định nghĩa của parabol để cho xy thuộc hình parabol, khoảng cách phải giống với khoảng cách từ xy tới AB hay tới tiêu điểm. Vậy nó sẽ là gì? Ta áp dụng công thức tính khoảng cách hoặc là định lý Pythagore. Nó sẽ là biến thiên của x. Vậy x trừ đi a bình phương cộng với biến thiên của y, y trừ đi b bình phương. Và rồi ta lấy căn bậc hai của tất cả cái này, căn bậc hai của tất cả cái này. Giờ cái ở đây là phương trình của một parabol, nó trông không giống lắm, khá dài, nhưng nó chính là phương trình của parabol. Để chỉ cho bạn thấy ta cần rút gọn nó và nếu bạn thích, mình khuyên bạn hãy thử tự mình rút gọn nó. Nó chỉ là đại số nhưng hơi dài nhưng không đến nỗi tệ thế. Bạn sẽ có được phương trình parabol và bạn có thể nhận ra nó sẽ có dạng của tiêu điểm tổng quát AB và đường chuẩn tổng quát y bằng k. Vậy hãy làm nè. Điều đơn giản nhất để bắt đầu là hãy bình phương cả hai vế để loại bỏ đi các dấu căn. Vậy nếu bạn bình phương hai vế ở vế trái, bạn sẽ có y trừ k bình phương bằng với x trừ a bình phương cộng y trừ b bình phương. Hợp lý chứ? Giờ điều mình muốn làm là mình muốn còn chỉ y ở vế trái và chỉ x, ab và k ở vế phải. Vậy điều đầu tiên mình làm là khai triển từng biểu thức có chứa y. Vậy cái màu xanh này ở vế trái nó sẽ bằng y bình phương trừ đi 2yk cộng k bình phương. Nó sẽ bằng với, mình sẽ giữ cái đầu tiên này giống vậy. Vậy nó sẽ là x trừ a bình phương. Và giờ để mình khai triển, mình sẽ tìm một màu, khai triển bằng màu xanh lá nhé. Vậy cộng y bình trừ đi 2ib cộng b bình phương. Tất cả mình làm là nhân y trừ b với y trừ b. Giờ ta xem nếu ta có thể rút gọn cái này. Mình có y bình phương ở vế trái, y bình phương ở vế phải. Chà, nếu mình trừ y bình phương ở cả hai vế, mình có thể làm vậy. Nó sẽ rút gọn phương trình đi một tí. Và giờ mình có thể xem mình có thể làm gì nè. Chà, hãy lấy k bình ở cả hai vế. Hãy đem trừ đi k bình phương ở cả hai vế. Vậy trừ k bình ở hai vế.
Làm vậy sẽ triệt tiêu nó ở vế trái. Và giờ hãy cộng 2ib vào cả hai vế. Vậy ta có tất cả y ở vế trái cộng 2ib. Sẽ cho ra 2ib ở vế trái cộng 2ib. Vậy nó sẽ bằng với gì? Giờ mình quay lại đồ thị để mình kẻ cái này và cho mình thêm chỗ để viết. Vậy ở vế trái mình sẽ có gì? Cái này giống với 2ib trừ 2ik là bằng với, ra để mình viết xuống, nó sẽ là 2i, mình dùng màu xanh lá nhé. Nó sẽ là, thật ra để mình đổi màu đi, nó sẽ là 2ib trừ đi 2ik. Bạn có thể lấy 2i ra ngoài và nó sẽ là 2i nhân với b trừ k. Hãy làm như vậy, ta có thể viết cái này thành 2 nhân b trừ đi k y nếu bạn lấy 2 và y ra ngoài. Vậy ở vế trái nó sẽ là mảnh này ở ngay đây, những cái này bị triệt tiêu. Giờ ở vế phải của bạn, mình đã nói là nó sẽ khá dài, bây giờ thì bạn thấy rồi đấy. Ở vế phải bạn có x trừ đi a bình phương, và rồi xem nào, những cái này triệt tiêu và bạn còn lại b bình phương trừ đi k bình phương. Vậy hai cái này sẽ là b bình trừ đi k bình cộng b bình trừ đi k bình phương. Giờ mình có thể nói là mình muốn y với trái, vậy hãy chia tất cả cho 2 nhân b trừ k. Vậy hãy chia tất cả 2 nhân b trừ đi k, 2 nhân b trừ k. Mình sẽ chia tất cả cái này cho 2 nhân b trừ k. Giờ rõ ràng là ở vế trái, tất cả cái này triệt tiêu, bạn chỉ còn lại y. Và rồi nó sẽ là y bằng 1 chia cho 2 nhân b trừ đi k. Chú ý rằng b trừ k là hiệu của tọa độ y của tiêu điểm và tọa độ y của, bạn có thể nói, của đường thẳng y bằng k. Vậy nó là 1 chia cho 2 nhân cái đó, nhân x trừ a bình phương. Vậy nếu bạn biết b trừ k bằng gì, cái này sẽ rút gọn thành một con số, một số nào đó nhân với x trừ đi a bình phương. Mong rằng cái này đã bắt đầu giống với parabol mà bạn nhớ trong tuổi thơ của bạn, nếu bạn đã từng gặp hình parabol lúc còn nhỏ. Được rồi, hãy xem nếu ta có thể rút gọn cái này ở bên phải. Và bạn có thể nhận ra b bình trừ đi k bình, đó là hiệu của hai bình phương. Nó giống với b cộng k nhân với b trừ đi k. B cộng k nhân với b trừ đi k. Vậy b trừ k bị triệt tiêu và ta còn lại, ta nên cảm thấy mừng, ta chỉ còn lại 1 phần 2 nhân với b cộng k. Vậy là đã xong. Cho trước tiêu điểm có tọa độ AB và đường thẳng, đường chuẩn y bằng k. Giờ thì ta đã biết công thức của một parabol trông như thế nào. Vậy, ví dụ, nếu ta có tiêu điểm tại điểm, xem nào, cho là 1, 2 đi nhé. Và mình có đường chuẩn tại y bằng với, hãy cho nó là y bằng trừ 1 nhé. Vậy phương trình của hình parabol sẽ là gì? Mình sẽ nói là y bằng với 1 phần 2 nhân với b trừ k, vậy là 2 trừ đi trừ 1 là bằng với 2 cộng 1, vậy là 3. 2 trừ trừ 1 là 3, nhân với x trừ đi 1 bình phương cộng 1 phần 2 nhân với b cộng k, 2 cộng trừ 1 là 1. Vậy ta có 1. Và rồi cái này sẽ bằng gì? Bạn sẽ có y bằng với 1 phần 6 x trừ 1 bình phương cộng 1 phần 2. Ta đã xong. Đó là hình parabol với tiêu điểm tại 1, 2 và đường chuẩn tại y bằng trừ 1. Thật thú vị quá.